Tiểu sử cuộc đời, gia đình và sự nghiệp của danh hài Chí Tài. Nghệ sĩ Chí Tài tên thật là Nguyễn Chí Tài, sinh ngày 15 tháng 8 năm 1958, mất ngày 9 tháng 12 năm 2020, hưởng thọ 62 tuổi. Ông là một nghệ sĩ diễn viên hài Việt Nam. Ngoài ra, nam nghệ sĩ còn là một nhạc công guitar, nhạc sĩ hòa âm tại hải ngoại trong giai đoạn thập niên 90 và là nhạc sĩ sáng tác và viết lời Việt cho một số ca khúc. Vào năm 1981, Chí Tài sang Mỹ định cư theo diện gia đình bảo lãnh, có ý định sẽ tạo dựng cuộc sống mới tại Mỹ bằng cách đi học tiếng Anh và vi tính và nghỉ tham gia văn nghệ. Tuy nhiên, ông vẫn giữ niềm đam mê nghệ thuật bất chấp sự phản đối của gia đình. Chí Tài ghi danh đi học khóa dạy đàn và lớp nhạc sắc gần nhà. Cha của ông bằng lòng dành một khoản tiền hưu mua cho ông một dàn âm thanh điện tử gồm trống đàn, nhạc cụ để ông lập một nhóm nhạc trẻ. Từ đó ông thành lập ban nhạc gia đình Chí Tài Brothers với Chí Thiện, Quang Mỹ, Phương Loan, ngày nay là vợ của ông. Con đường hoạt động nghệ thuật của ban nhạc trở nên thuận buồm xuôi gió và họ đã gắn bó với trung tâm thiên Nga từ Paris 3 năm 18. Chí Tài sau đó mở studio làm hòa âm và thu âm cho nhiều ca sĩ tại hải ngoại, Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn. Nét hòa âm mới mẻ, sáng tạo và trẻ trung của Chí Tài đã mở ra một hướng hòa âm mới cho sinh hoạt văn nghệ tại hải ngoại lúc bấy giờ. Vào năm 1997, Chí Tài được dịp thử sức với danh hài Hoài Linh diễn tấu hài do thiếu diễn viên. Những năm 1999 đến năm 2000, Chí Tài chuyển sang vai trò nghệ sĩ hài. Ông đặc biệt gắn bó với nhóm kịch Thuy Nga và xuất hiện với vai trò nghệ sĩ hài trong loạt chương trình Paris by Night cùng với Quang Minh, Hồng Đào, Kiều Linh, Kiều Oanh, Hoài Linh, Thúy Nga, Hoài Tâm, Việt Hương. So với các bạn diễn trên sân khấu, Chí Tài có phần trầm và ngày càng có xu hướng làm nền để các nghệ sĩ khác nổi bật hơn. Nhưng theo đánh giá của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn, những nhân vật và các tình tiết trong một vở kịch đều xoay quanh Chí Tài, bởi ông luôn nắm rất chắc lời thoại. Năm 1987, Chí Tài kết hôn với ca sĩ Phương Loan sinh năm 1959. Là ca sĩ chính trong ban nhạc Chí Tài Brothers, nghỉ hát từ khi Chí Tài chuyển sang đóng kịch. Chí Tài thống nhất với vợ là không sinh con để tập trung sự nghiệp. Công an xác định nghệ sĩ Chí Tài được phát hiện nằm bất động ở cầu thang bộ tầng 7 chung cư. Vào tối ngày 9 tháng 12, theo thông tin từ cơ quan công an quận Phú Nhuận đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của nghệ sĩ Chí Tài tại chung cư B, đường Nguyễn Thượng Hiền, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh vào trưa cùng ngày. Bước đầu, công an xác định nghệ sĩ Chí Tài được tìm thấy ở cầu thang bộ tầng 7 của chung cư. Trước đó, buổi trưa ngày 9 tháng 12, một số người dân thấy danh hài Chí Tài xuất hiện ở tầng trệt chung cư. Đến 1 giờ 30 phút cùng ngày, người dân phát hiện danh hài Chí Tài nằm bất động bên chiếc điện thoại di động ở cầu thang. Mọi người sau đó đã nhanh chóng gọi xe cứu thương đưa danh hài Chí Tài vào bệnh viện. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ đã không qua khỏi. Qua khám nghiệm, công an nhận định nghệ sĩ Chí Tài bị đột quỵ. Tuy nhiên, phía công an vẫn đang tiến hành các bước điều tra theo thủ tục của pháp luật. Nghệ sĩ Chí Tài từng khóc nghẹn trước khi mất vì không được gặp vợ. Ngày hôm nay, người dân cả nước và kiều bào hải ngoại đã vô cùng bàng hoàng trước thông tin nghệ sĩ Chí Tài đột ngột ra đi. Vợ của Chí Tài là ca sĩ Phương Loan, cả hai kết hôn vào năm 1987. Đến nay, cả hai vợ chồng đã chung sống được hơn 30 năm nhưng không có con cái. Tuy không có với nhau một mụn con nào, nhưng hai vợ chồng Chí Tài vẫn luôn yêu thương và ủng hộ nhau. Đặc biệt, Chí Tài vô cùng yêu thương và chiều chuộng vợ, còn gọi vợ với biệt danh thân mật là bé heo. Nghệ sĩ Chí Tài về Việt Nam sinh sống và hoạt động từ năm 2000. Những năm qua, nam danh hài một mình ở Việt Nam, còn vợ đang sống ở Mỹ. Mỗi năm, bà xã sẽ bay về Việt Nam để thăm cố nghệ sĩ. Thời gian vừa qua, do tình hình dịch bệnh, nên hai vợ chồng chưa thể gặp nhau. Trong chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà vào đầu tháng 10, nghệ sĩ Quốc Thuận đã có dịp đến tận căn hộ để trò chuyện với danh hài Chí Tài và được biết nhiều hơn về cuộc sống của ông. Đặc biệt, nghệ sĩ Quốc Thuận đã chuẩn bị hẳn đoạn clip mà vợ của danh hài Chí Tài nhắn đến chồng. Ông xã đi 5 tháng rồi, lúc trước đi 1 tháng là nhiều nhất, có tháng về 2 lần. Bây giờ vì Covid nên ông xã đi lâu như vậy. Bé heo nhớ ông xã, bé biết anh khó tính ăn uống lắm, ăn cá phải lấy xương ra, ăn thịt sườn cũng vậy. Bé heo biết ý nên ông xã thích ăn đồ ăn bé làm. Hai vợ chồng ở xa nhưng lúc nào cũng điện thoại nói chuyện. Vui buồn đều kể nhau nghe, ông xã cố gắng nha. Nghe những lời vợ nói, nam danh hài Chí Tài không kìm được nước mắt. Chí Tài cho biết từ trước đến nay mình không khi nào khóc, ngoại trừ lúc phụ huynh qua đời, nhưng hôm nay là ngoại lệ. Anh cũng tâm sự với bà xã. Thấy anh khi nào cũng vui, công việc mà, phải vui chứ em.
Anh ở đây một mình lâu quá rồi, không diễn tả được anh nhớ em thế nào. Anh nhớ những món ăn em nấu, cách chăm sóc, lo lắng. Anh nhớ hết, anh cảm ơn em nhiều. Anh sẽ cố gắng sống khỏe để em đỡ lo. Anh mong mình sớm gặp nhau. Đó là những lời tâm sự nghệ sĩ Chí Tài dành cho vợ. Tuy nhiên mong muốn của nghệ sĩ Chí Tài không được thực hiện khi nam nghệ sĩ bị đột quỵ ra đi vào chiều ngày 9 tháng 12. Do không có người thân tại Việt Nam, nên thi hài của nghệ sĩ Chí Tài sẽ được bảo quản và đưa sang Mỹ. Chị vợ của nghệ sĩ Chí Tài cho biết khi nam nghệ sĩ được đưa đến bệnh viện thì đã hôn mê. Chí Tài bị té cầu thang khi tập thể dục. Lúc đó tôi ở nhà, khoảng 1 giờ trưa thì vợ của Tài bên Mỹ gọi về. Tôi mới chạy vào bệnh viện. Bác sĩ cũng cố gắng hết sức rồi mà không kịp, người này nói. Cũng theo chị vợ Chí Tài, bảo vệ chung cư là người phát hiện và thông báo với người thân về vụ việc. Theo chị vợ của nghệ sĩ Chí Tài, ca sĩ Phương Loan không về nước được vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Loan cũng muốn về lắm nhưng không được, do Loan xúc động lắm, lúc nãy có gọi cho tôi. Hiện tại ở đây chỉ giữ thi hài, sau đó sẽ làm thủ tục mang về Mỹ. Trong thời gian giữ thi hài, tôi phải có mặt để đón người thân đến viếng, còn người lạ thì sẽ không cho vô, đó là ý của Phương Loan. Chiều tối ngày 9 tháng 12, nhiều nghệ sĩ đồng loạt đến viếng nghệ sĩ Chí Tài, vợ chồng Trấn Thành và nhiều nghệ sĩ rơi nước mắt vì quá xót thương. Vào lúc 6 giờ tối, Trấn Thành, Harry Won đã cùng với Ali Hoàng Dương và Đại Giang có mặt để tiễn đưa đàn anh. Trên trang cá nhân của mình, Trấn Thành xót xa viết: "Anh sang bên kia cũng phải vui vẻ và đáng yêu như thế nhé. Mọi người ai cũng thương và sẽ luôn nhớ tới anh. Anh chẳng đi đâu cả, vẫn ở đây thôi, ở yên trong lòng em." Trấn Thành bật khóc xúc động. Trấn Thành đang ủi Harry Won, hai vợ chồng danh hài rất kính nể và dành sự tôn trọng cho cố nghệ sĩ Chí Tài. Trước đó, đạo diễn Lê Bảo Trung, diễn viên Hiếu Hiền cũng đã có mặt. Về tình trạng sức khỏe của nam danh hài trước đó, người mẫu Thúy Hạnh cho biết Chí Tài từng tham gia game show do cô tổ chức vào một tháng trước. Lúc đó trông anh rất hốc hác. "Tôi còn trêu ghẹo xin giảm cân hay thế, anh chỉ nói do tập game." Trước đó nghệ sĩ Chí Tài từng chia sẻ ông mang trong người nhiều bệnh, từ tiểu đường đến mỡ trong máu, cholesterol cao. Bệnh tật khiến nam danh hài phải ăn kiêng, uống nhiều loại thuốc. Trong chương trình Dòng Mãi Dòng Ai vào năm 2019, nghệ sĩ Chí Tài cho biết ông đã giảm 10kg so với 3 năm trước, đồng thời trấn an người hâm mộ rằng ông không bị ốm đau gì mà chủ động giảm cân để bảo vệ sức khỏe. "Chắc khán giả nhìn tôi không quen vì thấy tôi tròn trịa quen rồi, do nhìn gầy tưởng tôi bị bệnh. Một phần là vì tôi thường xuyên di chuyển trên máy bay, tôi không ngủ được nhiều nên người cũng hốc hác, tôi vẫn ăn uống bình thường mà. Tôi bị tiểu đường cũng mấy chục năm nay rồi, tôi ăn kiêng và tập luyện thể thao. Tiểu đường mà nặng thì nhiều biến chứng khác chứ không phải chỉ ốm đâu. Tuy nhiên tôi phải ăn tinh bột, đường thì mới có năng lượng để làm việc, nhưng cũng hạn chế. Tôi gầy mặc đồ đẹp hơn nên cũng thích hơn, tôi thấy người gọn người cũng nhanh nhẹn, di chuyển lẹ hơn." Đồng thời 20 năm qua ông mang trong mình nhiều bệnh, tiểu đường, mỡ trong máu và cholesterol cao. "Ngày xưa tôi uống thuốc Tây, ăn uống thì không kiêng cữ, nên bệnh càng ngày càng nặng. Gần một tháng nay tôi không uống thuốc Tây mà chuyển qua liệu pháp điều trị mới kết hợp với chế độ ăn uống nghiêm ngặt. Đi đâu cũng phải kè kè hộp thuốc, uống đúng giờ, mỗi lần gần 20 viên." Chí Tài chia sẻ trong bài phỏng vấn vào cuối năm 2016. Nghệ sĩ Chí Tài sinh năm 1958, hưởng thọ 62 tuổi, tên thật là Nguyễn Chí Tài. Lúc sinh thời, nghệ sĩ Chí Tài nổi bật nhất với vai trò là diễn viên hài. Nam nghệ sĩ được nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ yêu mến. Sự ra đi đột ngột của nam nghệ sĩ khiến nhiều người vô cùng xót xa. Theo nguồn tin từ cơ quan công an cho biết, nghệ sĩ Chí Tài được phát hiện nằm bất động ở cầu thang bộ tầng 7, chung cư nơi ông ở tại quận Phú Nhuận. Ngay sau đó, xe cứu thương được điều đến cho nghệ sĩ Chí Tài đi bệnh viện cấp cứu. Nhưng rất tiếc nam nghệ sĩ không qua khỏi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Và các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để theo dõi những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé.